Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã trở lại với KTV Channel. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị thông tin tổng quan về Terra và XTZ Coin. Thưa quý vị, Terra là một nền tảng blockchain nhằm hỗ trợ triển khai các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung DApp. Nói đơn giản hơn, Terra XTZ là một coin nền tảng và cạnh tranh với các nền tảng blockchain khác như Ethereum, Solana, Polkadot, BNB Chain. Để thu hút các developer tìm kiếm và xây dựng các ứng dụng trên nền tảng của nó. Với Terra, mục tiêu của nó là hướng tới sự cải tiến, đổi mới liên tục, tập trung vào người dùng. Kỳ vọng của Terra là muốn tạo ra một công nghệ blockchain hoạt động tốt hơn, với những cải tiến vượt bậc hơn, hoàn hảo hơn so với các nền tảng blockchain khác. Lịch sử hình thành và ra đời của Terra XTZ Coin. Terra lần đầu tiên được đề xuất bởi Arthur Brayman và vợ của ông là Kenin vào năm 2014, sử dụng bút danh LM Goodman. White paper của dự án nhấn mạnh rằng Terra là một sổ cái điện tử tự sửa đổi. Ý tưởng này đã được đón nhận một cách tích cực, nhưng các nhà sáng lập phải mất khoảng 4 năm để ra mắt nền tảng này. Terra đã được tài trợ vào năm 2017 thông qua một đợt ICO. Trong 13 ngày, Terra Foundation đã huy động được 232 triệu USD để thực hiện dự án. Vào thời điểm đó, đây là một trong những thương vụ ICO lớn nhất và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng. Tuy nhiên, hàng loạt các vụ kiện tụng và những rắc rối nội bộ đã khiến dự án bị trì hoãn. Nhưng cuối cùng, dự án nó cũng được ra mắt thành công vào năm 2018. Sau khi ra mắt, Terra bắt đầu chia sẻ các khoản tài trợ và cơ hội đào tạo để thu hút một số bộ lão giỏi nhất và những người đam mê tiền điện tử. Trong những năm qua, nó đã thực hiện một số sửa đổi giao thức, một số sửa đổi quan trọng nhất bao gồm việc phát triển hợp đồng thông minh hiệu quả hơn và giới thiệu việc đặt cược trong nền tảng. Do các tính năng độc đáo đầy hứa hẹn, hệ thống quản trị độc đáo và hình ảnh đại diện đại chúng, Terra đã có thể thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức hàng đầu và thu hút một số tổ chức trong số họ. Nó hiện đang làm việc với nhiều tổ chức trong số này để hỗ trợ số hóa thị trường vốn. Về đội ngũ phát triển của Terra, có Arthur Brayman là một cựu nhân viên của Morgan Stanley, từng làm việc trong lĩnh vực tài chính định lượng. Trước đây anh ấy học toán học ứng dụng, khoa học máy tính vật lý và toán học tài chính. Kenin Brayman là cựu nhân viên quỹ đầu cơ Bridgewater Asset Society của Ray Dalio và R3, một công ty công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán. Cùng với đó, đằng sau đó là đội ngũ cố vấn phát triển bao gồm Vincent Bernadotte, Boman Kadat, Benjamin và một nhóm các nhà phát triển khác. Nhóm phát triển của Terra đa phần hoạt động tại Paris, Pháp và phần lớn đều là những tiến sĩ có bằng cấp liên quan đến khoa học máy tính, các chuyên gia ngôn ngữ lập trình, vân vân. Ngoài ra, dự án Terra còn được quản lý bởi quỹ đầu tư Terra Foundation. Đây là một trong những quỹ đầu tư có trụ sở tại Thụy Sĩ và được thành lập sau khi ICO. Mục đích chính của quỹ Terra Foundation là quản lý các ICO cũng như thực hiện các đề xuất với nhiệm vụ phát triển dự án. Các đặc điểm nổi bật của Terra XTZ Coin. Vâng, tương tự như các công nghệ blockchain khác, việc tạo ra Terra, nó sẽ có những cải tiến nhất định và mục đích tạo ra nó nhằm giải quyết và khắc phục các vấn đề bất cập thường gặp trong các blockchain trước đó. Thường thì khi một mạng lưới blockchain nào đó xảy ra những bất đồng, nó sẽ tự động thực hiện việc chia tách và đây được gọi là hard fork. Việc xuất hiện hard fork
vô tình làm cho cộng đồng mạng lưới bị ảnh hưởng, khiến giá của nó đi theo hướng tiêu cực xuống giá. Hơn nữa, thị trường crypto cũng thường xuyên tung ra các công nghệ mới liên tục, khiến các dự án hiện tại gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi. Do đó, sự ra đời của Tether nó sẽ tạo ra những giao thức mới, thuật toán mới có khả năng thay đổi dễ dàng ở mọi thời điểm, giúp việc thích nghi với công nghệ mới được diễn ra thuận lợi hơn. Đặc biệt, người dùng nắm giữ lượng XTZ coin lớn còn có thể đưa ra những ý kiến biểu quyết với những thay đổi cập nhật của mạng lưới Tether. Điều này giúp các holder chính hiệu có đặc quyền gần như ngang hàng với đội ngũ phát triển của Tether và khắc phục được tình trạng hard fork như các blockchain khác. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Tether còn tạo ra một cơ chế trao thưởng cho những thành viên, người cải tiến hệ thống được tốt hơn nhằm tạo động lực cho việc họ hăng say làm việc và nhiệt huyết. Thông tin về đồng coin XTZ. Thưa quý vị, XTZ là Latic token của dự án. Hiện nay XTZ được sử dụng với các mục đích như làm phí giao dịch, làm phần thưởng khối cho các backer là những người tham gia vào quá trình xác nhận khối Tether, bình chọn cho các đề xuất của cộng đồng, xây dựng và phát triển hệ thống Tether bởi Tether Foundation. Giá Tether XTZ hiện tại 2,8 USD. Nguồn cung không cố định. Giá trị vốn hóa hơn 2,5 tỷ USD. Xếp hạng vốn hóa thứ 51. XTZ được giao dịch trên khắp các sàn crypto quốc tế. Thông tin về Tether tại địa chỉ tether.com. Thưa quý vị, video mang nội dung chia sẻ thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn những rủi ro và cám dỗ. KTV không chịu trách nhiệm cho những quyết định của quý vị. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên đăng ký, chia sẻ để theo dõi kênh. Xin cảm ơn.